Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận Một nửa sự thật. Trong cuộc hội nghị thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại Thư viện LBJ ở tại Austin cách đây vài tháng, đã cho thấy rằng cho tới bây giờ cũng có những người tiếp tục lợi dụng phong trào phản chiến để ủng hộ cho hành động xâm lăng của Việt Cộng từ phương Bắc. Những nhân vật được mời toàn là phản chiến thân Cộng và Việt Cộng. Trong số những người đã từng ủng hộ Hồ Chí Minh, đâm sau lưng chiến sĩ của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa như là Henry Kissinger, John Kerry, Tom Hayden, Peter Ornette, v.v., có cả ca nhạc sĩ phản chiến Joe McDonald. Ông này đã đờn và hát lại bài hát I Feel Like I'm Fixing to Die với những câu như là 1, 2, 3, Who Are We Fighting For? Với những câu hát chống lại chiến tranh Việt Nam và cho là cuộc chiến vô nghĩa đã làm cho những người lính Hoa Kỳ chết một cách phi lý. Và họ vẫn ngoan cố không nhận thức ra rằng lính của Hoa Kỳ được đưa sang Việt Nam để yểm trợ cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chiến đấu chống lại chủ nghĩa của Cộng sản đang âm mưu thôn tính miền Nam. Việt Cộng đã không tôn trọng Hiệp định Geneva do chúng ký kết, đã đưa quân vũ khí vào miền Nam, trà trộn vào dân chúng, nhất là vùng quê. Và họ uy hiếp khủng bố, bắt dân tiếp tế, đồng thời chỉ điểm để họ sát hại quân lính của Việt Nam Cộng Hòa và đồng thời giết những người mà chống lại chúng một cách tàn bạo. Chúng lại dùng đặc công khủng bố, đặt mìn, đặt lựu đạn, pháo kích vào những nơi đông người, giật sập cầu cống, ám sát người quốc gia. Vài vụ điển hình như là vụ đặt bom tại nhà hàng Mỹ Cảnh năm 1965, đặt bom tại khách sạn Caravelle năm 1964, pháo kích vào trường tiểu học Cai Lệ, Định Tường năm 1974 và đã giết chết 29 em học sinh và gần 100 em khác bị thương và còn nhiều vụ khủng bố dã man nữa. Thế nhưng những hình ảnh đó, những sự việc đó không được thế giới nhắc đến, mặc dù là những ký giả đã săn tin săn hình đầy đủ chứng cớ tàn ác của Cộng sản Việt Nam. Trong khi những bức hình có lợi cho công cuộc tuyên truyền của Việt Cộng thì lại được giải thưởng, được tuyên truyền tối đa. Như hình tướng Loan kê súng vào đầu của tên đặc công 7 lớp và đã do ký giả Eddie Adam chụp. Và như là cái tấm hình em bé Napalm, do ký giả Nít Úc chụp một cô gái bị phỏng chạy thoát ra từ ngôi làng ở Trảng Bom, bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa ném bom. Và ông Nít Úc đã chú thích rằng bom napalm của Mỹ đã giết hại dân lành. Câu chuyện mới nhất được Cộng sản khai thác ầm ĩ là cái vụ gọi là thảm sát ở làng Thạnh Phong, Bến Tre năm 1969 mà ông Bob Kerry đã bị kết án là tội phạm chiến tranh khi ông chỉ huy một toán biệt kích siêu càn quét Việt Cộng trong cái vùng này. Hiện nay ông bị Việt Cộng đại diện là bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ tịch của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội chỉ trích và phản đối việc người ta bổ nhiệm ông Bob Kerry đứng đầu Đại học Fulbright là trường đại học phi lợi nhuận đầu tiên của Mỹ tại Việt Nam. Họ lên án ông là thảm sát phụ nữ và trẻ em, những kẻ yếu ớt, không có khả năng chống đỡ. Cộng sản vờ quên là trong những trận đụng độ với lính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh thì chúng luôn luôn dùng chiến thuật du kích, bắn sẻ, bắn lén và chạy vào núp ở trong nhà, trong làng của người dân. Và bắn ra, do đó muốn tiêu diệt chúng thì phải bắn vào làng như vụ Trảng Bom và Thạnh Phong. Do đó thường dân vô tội bị vạ lây. Nhưng chính đó là giả tâm của Việt Cộng để cho họ có thể tuyên truyền rằng Mỹ ngụy giết đàn bà, con nít và thường dân. Với người có lương tâm như ký giả Adam, ông đã ân hận và thốt lên bức hình là nói láo với dư luận. Và bức hình chỉ nói lên một nửa sự thật. Trong khi những tên chớp thời cơ nổi tiếng như là ký giả Nít Úc không bao giờ hối hận, bức hình mà ông ta lấy làm hãnh diện là một sản phẩm đâm sau lưng chiến sĩ của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Và nếu mà Mỹ ngụy ác ôn với dân chúng thì tại sao em bé Napalm Nguyễn Kim Phúc lại chạy về hướng Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh để xin cứu giúp mà không chạy về hướng của Việt Cộng đang phá phách ở trong làng? Nếu như Việt Cộng tôn trọng Hiệp định Geneva ở yên ở miền Bắc và củng cố chế độ của họ lo cho dân, lo cho nước, giống như là người miền Nam đã lo cho quốc gia của mình. Nếu họ không âm mưu thôn tính miền Nam thì không có sự việc mà lính Việt Nam Cộng Hòa dùng bom napalm để thả xuống Trảng Bom và chắc chắn cũng không có cái vụ Bob Kerry cho lính Hoa Kỳ tấn công Thạnh Phong ở Bến Tre. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Hãy trả lại sự thật cho lịch sử.
nhạc sĩ phản chiến Joe McDonald nên thay đổi bản hát như thế này. 1, 2, 3, chúng ta chiến đấu cho lý tưởng tự do, sát cánh với quân đội Việt Nam Cộng Hòa để mà đánh tan cái chế độ Cộng sản đang lăm le thùng tính miền Nam. Đó mới chính là sự thật. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.